Hello, xin chào anh em. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái món đồ này mà theo mình thì nó rất là hay. Nó rất là tiện dụng cho các bạn nào đam mê điện tử, đang khám phá mày mò điện tử. Thì đây là một chiếc đồng hồ vạn năng. Mình vừa mua ở trên Banggood, mới nhận được vào chiều này các bạn. Thì mình thấy nó hay quá cho nên mình đặt hàng về để review cho các bạn xem. Thì bên trong sản phẩm này nó chỉ có như đây thôi các bạn. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, dây, hai sợi dây, và trong đây là cái máy. Đó, chỉ có túi, cái túi đựng máy với cái máy thôi. Đó, chỉ có như đây thôi các bạn. Không có gì hết. Đây là thông số của nó. Đo DC-V, AC-V, DC dòng điện, DC dòng điện AC, điện trợ, tụ điện, tần số, các kiểu, đủ đủ các bạn. Rồi, mình đi vô phần chi tiết là cái phần này. Trước mắt mở cái dây này đã. Cái dây này của nó nhìn rất là xịn nha các bạn. Dây xịn lắm. Đó. Dây kèm theo nó rất là xịn. Rồi, hướng dẫn sử dụng cái túi. Đây là nhân vật chính, đó là cái máy, cái đồng hồ đo điện. Đặc biệt ở chỗ nào các bạn? Đặc biệt là ở chỗ là nó có tính năng đo đo dạng sóng nha các bạn. Tính năng này rất là cần thiết cho các bạn nào mà thích mày mò vọt quạch các bạn. Như mình ở đây mình nhiều lúc mình đo đo thì mình thiếu cái đồng hồ để đo đo dạng sóng này nè, cho nên mình thấy cái nó rất là quan trọng, rất là cần thiết nên mình phải đặt mua về để mình sử dụng, rồi tiện đây mình review cho các bạn luôn. Thì mặt trước nó như thế này, cái mã này là MT8208 nha các bạn. Hiệu Mustone. Hiệu này thì sản xuất những cái thiết bị rất là tiện dụng, rất là chất lượng nha các bạn. Cái giá của nó là mình mua hình như đâu đó khoảng 1,4 triệu các bạn, 1,4 triệu. Rồi, bây giờ đằng sau nó nè, đằng sau nó là cái chỗ gắn pin. Cái máy này xài 3 pin nha các bạn, 3 pin AA các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin vào nha. Nó sử dụng 3 pin AA. Các bạn gắn hai pin hai viên hai bên trước nha các bạn. Ở đây người ta cũng có hướng dẫn nè, các bạn phải gắn hai bên trước rồi các bạn mới gắn pin giữa vào, tại vì cái hai bên nó lấn sâu trong bên nè. Các bạn gắn trước thì không gắn đi này được. Đó, gắn ở trước. Hai pin trên đây trước. Rồi gắn pin giữa vào. Rồi đóng nắp lại. Xong. Mở lên. Đó các bạn thấy chưa? Màn hình của con này rất là đẹp nha các bạn. Màn hình màu rất là đẹp. MT8208. Thì con này các chức năng khác nó đều giống như cái đồng hồ VM khác thôi các bạn. Ví dụ đo điện trợ, đo tụ điện hay đo bất cứ cái gì khác thì cũng giống như các đồng hồ khác trên thị trường thôi. Các tính năng cơ bản thì nó đều có hết. Chỉ đặc biệt ở chỗ là thứ nhất là nó là có khả năng đo được tần số, đo được và đo được dạng sóng. Thì bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Đây là cái dây của nó. Thì dây đen các bạn cắm vào cổng com nha. Dây đen nè. Các bạn gắn vào cổng com. Rồi, dây đỏ các bạn cắm cổng vòng V, ôm, C. Đây nha các bạn. Rồi. Đồng hồ này nó thuộc dạng là bán tự động nha các bạn, chứ nó không hoàn toàn tự động. Rồi bây giờ mình sẽ test từng chức năng một cho các bạn nha. Mình test một vài chức năng thôi nha, chứ không test hết được đâu. Giờ trước lát mình test thử tính năng là đo đo tần số và đo dạng sóng cho các bạn xem nha. Thì để đo dạng sóng á, các bạn chuyển nó về thang đo vôn xoay chiều cho các bạn. Đây. Đó, bạn xoay vôn xoay chiều. Rồi. Điện áp AC đo được là từ 0 cho tới 750 V cho các bạn. Điện áp một chiều này nè, thì các bạn đo được điện áp cao nhất là 1000 V, và điện áp xoay chiều các bạn chỉ có thể đo được cao nhất là 750 V thôi nha. Theo khuyến cáo nhãn xuất. Rồi bây giờ mình sẽ đo điện xoay chiều 220 V cho các bạn xem nha. Đây là cái ổ điện của mình nè. Rồi.
Mình sẽ đây các bạn, mình đang ở đề thang đo là volt AC nhé các bạn. Đó. Cắm vô. Đó các bạn thấy chưa? Nó hiển thị là 216V. 216V AC điện xoay chiều. Và để chuyển sang xem dạng sóng á thì các bạn bấm bấm giữ nút R nhé các bạn. Đây nè. Đó. Bạn thấy chưa? Đây là dạng sóng hình sin nè. Sin nè. Đây là sin điện lưới đó các bạn. Đó, chúng ta có thể tăng giảm cái, đây là các bạn nhìn cái nút hàng trên nó có nút F1, F2, F3, F4. Thì hiện tại ở trong cái thang đo này nó hiển thị lên ba chức năng là time, range và trigger, thì tương ứng với nút F1, F2, F3 nha các bạn. F4 nó không có. Trong trạng thái trong chơi trong trường hợp này không có thì ba lúc này thôi. Thì timer đây các bạn để chỉnh cái độ rộng của sung đây để các bạn dễ nhìn nè, mình chỉnh thử các bạn xem nha. Đó. Đó, tần số nó cao quá thì ví dụ tần số cao nó sẽ sát nhau như này các bạn không nhìn thấy, bạn phải tách nó ra. Đó. Kéo nó ra cho rộng cho các bạn dễ phân tích, dễ nhìn. Đó, đây là hình sin, sin của điện lưới bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Range là hình như cái độ rộng, độ chiều cao của sung đây, mình nhấn thử coi. Này mình mới mua mình xài chứ mình chưa biết sử dụng kỹ lắm ạ. Cao nè. Mình chưa dành lành lắm các bạn. Từ từ sẽ mò sau. Đó, lên cao hơn rồi đó. Bạn nhớ xin lưới chưa? Kéo mình kéo giãn ra tí cho nó dễ nhìn. Xác rồi. Đó, để xong xin điện lưới đó. Màn hình nó thì nghĩ rất là đẹp các bạn. Màn hình màu đẹp lắm. Đó, đây là cái tính năng mình gọi là đặc biệt nhất. Đây là bán từ tần số chứ các bạn. Đây là dạng sóng của điện lưới mình là hình sin các bạn. Ví dụ sóng của bạn hình vuông thì ra hình vuông. Còn đây là hình sin thì ra hình sin thôi các bạn. Còn đây là báo tần số đó bạn. Bạn nhìn rõ không? Tần số là 50 Hz nè. Đó, 4950 Hz. Thì điện lưới của chúng ta là điện lưới tần số 50 Hz đó các bạn. Nó báo đúng 50 Hz nè. Đó. Khi các bạn sửa các mạch mà liên quan tới tần số á, thì những cái thiết bị như này rất là cần thiết. Nhưng mình sửa mà không có là nó khó khó chịu lắm. Khó làm việc. Rồi đây là cái tính năng là hay nhất của cái đồng hồ này. Rồi mình sẽ test lại các tính năng cơ bản của các bạn coi nha. Ví dụ tính năng cơ bản của nó ví dụ như là đo điện trở, đo tụ điện. Đo điện áp thì đơn giản rồi. Rồi mình sẽ muốn chuyển lại vị trí cái cũ thì mình bấm R nha, bạn giữ R nha. Đó. Rồi bây giờ mình muốn đo tụ điện. Tụ điện đi. Thì mình sẽ chuyển qua cái đây. Cái thang này sẽ đo được tụ điện, diode và điện trở nha các bạn. Mình bấm vào đây. Rồi. Rồi mình bấm cái nút select các bạn. Select để tương ứng với số 3 là các bạn. Mình nhấn select để chọn chọn chế độ đo đo tụ điện. Đây, đây là tụ điện nha các bạn. Nanofarad hiển thị đơn vị của tụ điện nè. Bây giờ mình sẽ đo thử một con tụ điện nha. Mình có một con tụ này. Tụ này tụ 105. Đo cái ra nhiêu. Đó, nó ra kết quả là 0,995 microfarad. Có nghĩa là gần 1 microfarad các bạn. Thì trên con tụ tụ này là ghi là 105 nè các bạn. 105 có nghĩa là 1 microfarad đó. Thì đây đo được là 0,995. Có nghĩa là chính xác nha các bạn. Cái con tụ này vẫn còn tốt nè. Rồi mình đo một con khác. Ví dụ con tụ đi, tụ này là tụ quạt nè, tụ trong quạt nè. Dung lượng của nó là 1.5 microfarad. Bây giờ mình đo thử nó đúng không? Đó, 1.420 microfarad. Cái này gần đủ nha các bạn. Các con tụ này thì cũng không thể đòi hỏi chính xác 100% nha các bạn. Tụ này rẻ tiền thì nó chỉ được tương đối thôi. Nhưng mà mình có lưu ý một các bạn là do đây là đồng hồ, dạng đồng hồ bán tự động, thành ra nó sẽ đo không nhanh được như cái đồng hồ kia. Có nghĩa là khi bạn cắm vào nè, bạn cắm vào đo thì các bạn phải chờ một lúc để nó dò. Đó, nó dò cái ren đó bạn, cái khoảng khoảng của cái tụ điện của bạn á, nó sẽ hiển thị nó mới được. Thành ra nó hơi lâu một tí chứ không như các đồng hồ
chỉnh bằng tay. Bằng tay là các bạn chỉnh về thang nào thì các bạn đo là ra liền kết quả của thang đó thôi. Đây là bán tự động nó vậy. Rồi mình sẽ chuyển sang đo điện trở thử nha. Các bạn vẫn tiếp tục ấn select nha. Đây, điện trở là đo ôm đây. Mình sẽ dùng một vài điện trở. Đây là con điện trở 330 kg. 330 kg nha các bạn. Hơi mờ. 330 kg thì có nghĩa là cam cam vàng. Rồi mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Đó, nó ra là 324 kg. Có nghĩa là điện trở này nó có sai số nha các bạn. Cũng đúng thôi, tại vì đây là điện trở có chỉ số sai số rất là cao, 5% đến 10% các bạn, thành ra là nó có sai số là chuyện bình thường. Bây giờ mình thử một con điện trở nhỏ hơn tí, càng nhỏ thì sai số sẽ càng nhỏ đi. Đây là con điện trở này là 33 ô các bạn. Nó thì ra là 34 ô. Các bạn thấy không? Mình hơi lỏng tay á. Các bạn thấy nó hơi lâu không? Tại vì nó phải dò tìm á. Đó, 33 ohm. Ok. Còn diode, bây giờ mình sẽ dùng con diode này mình đo thử. Mình sẽ chuyển qua diode nha các bạn. Đây, hiện diode lên nè. Rồi, mình đo diode thử thôi. Không lên. Đó, một chiều lên, một chiều không lên. Còn tốt nha các bạn. Đó, chỉ lên tốt tốt. Rồi, ok, nó chỉ có như đó các bạn. Thì cơ bản là cái đồng hồ này tính năng nổi trội nhất của nó là cái tính năng mà đo dạng sóng và tần số thôi. Còn các tính năng khác thì nó đều như các đồng hồ khác thôi. Đồng hồ này nó mắc tiền hơn thì khả năng đo chính xác của nó sẽ cao hơn các đồng hồ rẻ tiền. Ví dụ như cái đồng hồ này mình mua nè, đồng hồ này mình mua là có tầm 200 ngàn à. Thì tất nhiên độ chính xác nó cũng thấp hơn. Mình có đo thử rồi thì cái đồng hồ này nè, mình đo thì nó có sai số khá lớn. Mà chỉ cái hiển thị số của nó mình chỉ tương đối thôi chứ nó có sai số chứ bạn. Đồng hồ này thì mình thấy đo chính xác hơn nè. Nó thử thấy chính xác hơn. Cái giá mình mua là 1 triệu tư. 1 triệu tư các bạn. Nó chỉ có vậy thôi. Mình chỉ giới thiệu đến các bạn để mà các bạn nào có nhu cầu á thì các bạn mua các bạn sử dụng. Tại nhiều khi các bạn làm nhưng các bạn không biết có những cái sản phẩm thiết bị nào để phục vụ công việc của mình á. Như mình hồi trước cũng vậy thôi. Nhiều khi mình làm việc chứ mình cũng không biết trên thị trường có những cái sản phẩm thiết bị nào để hỗ trợ công việc của mình. Thế nên mình giới thiệu cho các bạn nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào chưa biết thì mua về sử dụng. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn.